Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm thì hoạt động vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng diễn ra tấp nập, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Để phòng ngừa vi phạm cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hàng hóa, đặc biệt là chở quá khổ quá tải, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, siết chặt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 23 giờ đêm, chiếc xe tải đang di chuyển trên tuyến đường ở khu vực Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, theo hướng đi đại lộ Thăng Long, có dấu hiệu chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép. Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, phần cát vượt thành thùng xe. Các loại bạt che chắn cũng chỉ được tài xế che sơ sài, làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Tinh vi hơn, lái xe còn cố tình bôi đen biển số xe, nên nhìn từ xa rất khó xác định rõ biển số. Quá tải bao nhiêu phần trăm? 30-50. Em cũng mới xuống chạy được mấy hôm thì anh mà đánh xe lên chạy có một chuyến cát trung chuyển về ngay chỗ móng, chỗ gần cảnh sát biển, có một chuyến rồi. Một xe tải khác cũng có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện vi phạm chở quá tải trọng gần 30%. Mọi khi thì chạy bằng thành bên dưới thành thôi mà, xe là đủ, mọi khi chạy chỉ đủ tải thôi, nhưng hôm nay chắc hơi quá một tí. Thôi rút kinh nghiệm. Em chở bê tông của công ty Việt Đẹp, chở từ trạm An Khánh đến chỗ bến xe Nghĩa. Bình thường thì chở là đúng tải, tại vì bê tông ấy nó hay bị dính bo ngay, cho nên là nó lưu lại trong bo nhiều, cho nên là khối lượng nó bị tăng, chứ còn chở là vẫn đủ tải ạ. Nguy hiểm về tai nạn giao thông. Đa số các lái xe khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại đều đưa ra lý do không xuất trình được giấy tờ và ngồi trên xe, liên tục gọi điện tìm người giải cứu. Tuy nhiên, với vi phạm chở quá tải trọng cho phép lên đến 50%, bằng mắt thường cũng có thể nhận biết đã buộc tài xế phải chấp hành làm việc, xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra xử lý. Làm đơn vị đã làm công tác tuần tra kiểm soát này, phòng ngừa, bố trí thời gian 24/24 và khép kín địa bàn. Các tổ tuần tra kiểm soát thì luôn đan xen luôn nhau và có liên lạc thường xuyên với nhau, làm sao phối hợp chặt chẽ để làm sao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến chở hàng vượt quá tải trọng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 10 trường hợp vi phạm khắp các tuyến đường như Phạm Đồng, Phạm Hùng, Mễ Trì. Kết quả này chưa phản ánh đúng thực tế vì trong quá trình kiểm tra, nhiều lái xe vi phạm đã thông báo cho các phương tiện khác không hoạt động.